Lee Buyong và Lee Chia, hai chị đẹp ở Mind và Penthouse có tất cả trừ tình yêu. Đậm màu sắc quý tộc về thời trang và nhà ở, lại sở hữu câu chuyện kịch tính về ngoại tình và gia đấu, phim Mind và Penthouse được yêu thích cả ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Nhìn về mẫu út Hee-soo do Lee Buyong đóng của Mind tự Việt sở hữu đang gây sốt ở thời điểm hiện tại, chắc hẳn người xem sẽ nhận thấy kha khá điểm tương đồng với bà cả Shim Soo-ryeon do Lee Chia đóng của Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu. Cả hai đều là những người phụ nữ có thân phận danh giá, xinh đẹp nhưng lại cùng mang số phận bi thương trong tình yêu, cuộc sống. Xuất thân khác biệt nhưng điểm chung đều giàu điên đảo. Đến với Mind, nàng dâu Hee-soo của gia tộc Hee-won có xuất thân là một siêu sao nổi tiếng của giới giải trí. Thế nhưng sau khi lập gia đình, cô phải hy sinh sự nghiệp của mình để dành thời gian cho con cái. Chính vì xuất thân từ giới giải trí nên Hee-soo thường xuyên bị gia đình nhà chồng khinh miệt. Trong khi đó, chị đẹp Soo-ryeon của Penthouse thì có địa vị xã hội nhỉnh hơn khi là con gái của tập đoàn tài phiệt. Ngoài ra, Soo-ryeon còn là chủ tịch tập đoàn nội thất của gia đình và sở hữu khối gia tài đồ sộ. Xuất thân khác biệt là thế, tuy nhiên về độ giàu có và sang chảnh của cả hai chị đẹp này đều điên rồ như nhau. Hồng nhan mạc phận, có tất cả trừ tình yêu. Quả thật không sai khi nói cả Hee-soo lẫn Soo-ryeon đều là tiếp người phụ nữ mơ ước của mọi nhà, không chỉ riêng đàn ông mà cả hội phụ nữ cũng phát cuồng vì các cô gái. Xinh đẹp, tài giỏi, đảm đang có lẽ không phải là tính từ đủ đô để miêu tả hai nàng dâu này khi khí chất của họ còn tỏa sáng hơn cả thế. Tuy nhiên, họ lại thiếu may mắn trong tình yêu khi đều bị chồng phản bội. Gã chồng đốn mặt ở Mind, một lúc yêu hai người chưa đủ, anh còn nuôi sẵn vợ bé ở nhà. Thế nhưng đã là gì so với ông trùm của Penthouse, không những ngoại tình công khai mà còn giết luôn cả bà xã. Ngoài ra, tuy cả hai nàng dâu của Mind và Penthouse đều phải nuôi con riêng của chồng, nhưng họ luôn hết lòng hết dạ vì con, sẵn sàng hy sinh sự nghiệp của mình để chăm lo cho cuộc sống của con. Có thể nói, cả Soo-ryeon lẫn Hee-soo đều thuộc tuyết phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh. Nếu bà cả Penthouse dám một mình lên cả kế hoạch để trả thù và lật đổ hội nhà giàu Hera, thì mẫu út của Mind cũng không kém cạnh khi 5 lần 7 lượt dằn mặt tiểu tam lẫn gia đình chồng. Với tính cách mạnh mẽ như thế, khán giả có thể trông chờ vào màn trả đũa của mẫu út Hee-soo trước sóng gió gia tộc Hee-won. Nhìn chung, cả hai chị đẹp của Mind và Penthouse đều là hình mẫu lý tưởng chung khi vừa đẹp người lẫn tính cách. Đều gánh chịu tấm bi kịch của tình yêu, cách trả thù của Soo-ryeon lại được khán giả đông đảo yêu thích. Về mặt mẫu út Hee-soo, chỉ mới 6 tập phim mà nhân vật này đã nhiều lần chứng tỏ độ trị đại của mình, thì có lẽ trong tương lai, Hee-soo có thể xuất chiêu táo bạo vượt mặt Soo-ryeon chăng? Có lẽ khán giả vẫn còn phải đợi những diễn biến tiếp theo của Mind để đánh giá thêm. Mind, với nội dung xoay quanh họ Han sừng sỏ trong giới tài phiệt Hàn Quốc, bề ngoài phẩm giá cao sang nhưng mỗi thành viên trong gia đình đều ẩn giấu nhiều bí mật, mang nhiều vết đen không thể phơi bày trước công chúng. Ông bố và 2 người con trai đều trải qua 2 đời vợ, con trai trưởng kinh doanh ăn hại, tham mê xổ số, con trai thứ lăng nhăng. Bà mẹ và cô con gái tính tình khinh người và thô bạo, thường xuyên đập phá nhà cửa, bạo hành người làm, thậm chí đánh cả chồng. Cùng khai thác đề tài phim về giới thượng lưu, siêu giàu ở Hàn Quốc, nhưng Mai nâng tầm sang trọng, quý phái hơn nhiều so với các phim SKY, Castle, Penthouse, Hạ cánh nơi anh. Từng cảnh phim gây choáng ngợp về thị giác bởi bối cảnh và thời trang.